hơn một năm qua người dân tại thôn tràng ba thị trấn đồi ngô huyện lục nam tỉnh bắc giang đang phải sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ sự cố về môi trường khi mà mỗi ngày hàng chục chiếc xe trọng tải lớn nối đuôi nhau chở cho bay và xỉ đáy từ nhà máy nhiệt điện sơn động về tập kết ngay sát bờ sông lục nam để vận chuyển đưa điện tiêu thụ tại nhiều địa phương điều đáng nói bãi tập kết này chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý cũng như chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động Thậm chí Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu kiểm tra. Xong đến nay, bãi tập kết và cảng không phép này vẫn ngang nhiên hoạt động. Mỗi ngày, hàng chục xe container nối đuôi nhau chở cho, xỉ từ nhà máy nhiệt điện Sơn Động về đổ tại bãi tập kết ngay sát bờ sông Lục Nam như thế này. Cầu cảng dù không phép nhưng vẫn được doanh nghiệp ngang nhiên sử dụng để vận chuyển cho xỉ lên xà lan, mang đi tiêu thụ tại nhiều địa phương họ xây dựng trái phép tất cả những hành lang của của bờ sông. Hàng ngày xe 24 trên 24 chở rất nhiều cho xỉ từ trong uh, nhiệt điện Sơn động về Bắc Giang về đây và tức là gây rất bức xúc ô nhiễm môi trường. Chạy 24 và toàn xe siêu uh, trường siêu siêu trọng. Theo tìm hiểu, khu vực bãi tập kết này được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty hợp nhất vào năm 2010. Do hoạt động không hiệu quả nên tháng 1 năm 2021, đơn vị này đã có văn bản xin chấm dứt hoạt động. Tháng 3 năm 2021, dự án này được bán lại cho công ty thương mại dịch vụ Bảo Tâm An. Đồng thời công ty hợp nhất cũng có văn bản xin trả lại hơn 18.000 m2 đất để tỉnh Bắc Giang cho công ty Bảo Tâm An tiếp tục thuê đất theo quy định. Điều đáng nói, công ty Bảo Tâm An sau khi mua lại dự án, dù chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định nhưng vẫn cho công ty vận tải Sương Giang khai thác và sử dụng để tập kết cho xỉ của nhiệt điện Sơn Động. Đặc biệt cầu cảng này đã không có giấy phép hoạt động từ cuối năm 2020 đến nay. Ngày 15 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân thị trấn Đồi Ngô đã kiểm tra và khẳng định bãi tập kết không có chứng nhận về môi trường, không được cấp phép bến thủy nội địa, do đó yêu cầu tạm dừng hoạt động. Thế nhưng mọi hoạt động vận chuyển, tập kết cho xỉ vẫn diễn ra công khai. Bảo tâm an cũng đang vướng mắc cái thủ tục hồ sơ nhưng là chưa uh, làm thủ tục thuê đất với tỉnh được. Đối ngô chúng tôi cũng đã có cái, cái văn bản yêu cầu là công ty dừng hoạt động khi có như thế là hồ sơ uh, cấp phép của công ty là chưa hoàn thiện. Theo quy định, để thu mua cho xỉ nhiệt điện, doanh nghiệp phải có bến bãi tập kết có phép có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, nhà máy nhiệt điện Sơn Động vẫn bán cho doanh nghiệp để mỗi ngày hàng trăm tấn cho xỉ được đổ tại đây. Thậm chí doanh nghiệp không phải trả bất cứ một khoản chi phí nào từ tiền thuê đất tại vị trí này hơn một năm qua. Chắc chắn là sẽ phải có những cái chế tài mạnh hơn và các cái quy định ngặt nghèo hơn trong việc kiểm tra và giám sát tất cả các hoạt động có liên quan đến cái lĩnh vực này. Trong vụ việc này, chúng ta cần phải tiến hành có cái sự thanh tra kiểm tra quy chế pháp lý đối với khu vực đất đấy như thế nào và quy chế pháp lý về việc thực hiện các cái quy hoạch xây dựng và chuyển đổi mục đích sử dụng cũng như những vấn đề có liên quan. Liên quan đến phản ánh của người dân, ngày 3 tháng 10 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu công ty Sương Giang chuyển toàn bộ cho xỉ nguyên vật liệu ra khỏi bãi này và báo cáo các kết quả trước ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, ngày 19 tháng 10 năm 2023, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã có công văn yêu cầu huyện Lục Nam phối hợp với các sở ngành có liên quan kiểm tra và trả lời nội dung phản ánh của Đài truyền hình VTC.